Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Cuốn video này chúng ta cùng nhau giao lưu với vườn anh Quốc Huy, địa chỉ tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trước ống kính chúng ta là một cây lục vừng. Vâng, anh Quốc Huy ơi, cây lục vừng này anh chơi bao nhiêu năm rồi trong vườn anh rồi? Cây này nó hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm rồi. Vâng. Đang ra hoa. Phải nói là chưa đến mùa chính giữa của lục vừng ra hoa đâu, nhưng mà các anh thấy không? Cái này mà đặt ở cửa nhà hàng thì đẹp lắm. Vâng, tất cả những cái sợi hoa đã buông xuống rất dài, chuẩn bị chỉ khoảng độ trong vòng một tuần trở lại là sẽ nở hết đây. Sai thế nhỉ? Vâng, đợt này đang ra đợt hoa. Mà đây là phía ngoài, phía trong người nó buông hết, kín hết kìa các bác này. Đây này. Nhiều. Nhiều không? Đây là khuất lá ở trong rồi, bây giờ rút vào trong nhìn vậy càng nhiều. Mà sợi dài thế chị. Vâng, chúng ta nhìn hoa rồi, bây giờ ta xuống cái gốc của cây này. Gốc này là gốc quần thụ. À, ngâm nước thế này không? Nó thể hiện coi thế là cây này coi là một gia đình, đủ các thành phần trong gia đình. Cứ cho là đông con nhiều cháu đi. Bố mẹ. Vâng. Anh em con cháu. Đông con nhiều cháu. Hội tụ. Thế còn nếu mà nói theo nghĩa của cách mạng ấy, thì là đây là phá vỡ kế hoạch đi. Vâng. Đấy. Bởi vì anh dùng cái từ, tôi dùng từ đông con nhiều cháu thì khác gì là phá vỡ kế hoạch. Phá vỡ kế hoạch. Nhưng phải nói là cây lục vừng cũng cao tuổi rồi. Đấy. Cái sướng nhất là cái hoa này. Wow. Bây giờ tôi thấy nhiều cây cũng có ra rồi, nhưng mà ra hoa rồi nhưng nó lác đác ít thôi. Nhưng cây này nó ra sớm đến mức độ nó dày kinh khủng khiếp nhỉ. Và cái chậu này là bao nhiêu đường kính, bao nhiêu anh? À, kích thước là vuông bao nhiêu? Một mét tư. Mét tư, mét tư. Mét tư chém cạnh. Và phủ bì. Và hàng này thì hàng phải cẩu rồi. Vâng, cái này phải cẩu. Mét tư, mét tư. Ngâm nước. Lục vừng thả nước thì hoa nó báo lại càng nhiều. Cây này mà giao dịch thì giá bao nhiêu hả anh Quốc Huy ơi? Cây này mà giao lưu thì 30 triệu thầy ạ. Giá 30 triệu. Vâng. Vâng. Chắc từ mặt chậu lên một cái khoảng độ 2 mét rưỡi. Anh ơi. 2 mét rưỡi đến 3 mét. Đang quay. 3 mét đấy. Đang cây cây cho cái gì? Chú có về không? Chưa biết được là ông có ăn không. Đây bảo cây xanh này cho thấy chưa? Cây xanh tiền tàn ô này. Có làm kiểu ảnh không thầy? Thì làm kiểu ảnh như ông Quốc Huy vậy. Vâng, ông bảo thôi bác chụp cho em kiểu ảnh vì từ bé giờ em chưa chụp bao giờ. Vâng. Nào chụp nhá. Chụp nhá. Thay phải nâng từ áo lên. Rồi. Đẹp đấy. Giá đeo hai kính chồng vào đẹp hơn. Vâng, chúng ta chuyển đến cây xanh này. Xanh này là cây xanh điền thầy ạ. Cây xanh Nam Điền. Vâng. Quay sang bên này, cái mặt bên này nó sáng hơn. Cái này là dáng tán ô. Cái này ba thân à? Ba thân. Ba thân nhưng mà cái thoát thân nó cao quá. Mà tôi thấy cây nào anh gọi là cản tán ô được sao? Cây này sao gọi là tán ô? Tán phân tán rõ ràng tản vân đây mà từng bông đây mà lại gọi là tán ô. Nó tự tựa thôi. Anh đúng là anh có ô dù trên cao anh cái gì anh ví thành ô. Ô của anh to quá. Này. Không, ô bé thôi. Bé mà anh chiếm cả cái đoạn đường nhựa của nhà nước làm anh chơi cây này. Ai có ô dù thì mới nhảy vào đây được. Cây này là không phải tán ô nhá, đừng gọi tán ô. Tán ô là cái cây nhất phúc cơ kìa. Đấy, đấy mới là tán ô, tán nấm. Đây nó phân tán rõ ràng, có tay, có bông đàng hoàng. Cái này phải cao đấy, gần 3 mét đấy. Vâng, cây xanh Nam Điền. Cây này thì bao nhiêu anh?
Cây này thôi cứ anh em nào mà giao lưu thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại thầy ạ. Vâng. Không có gì. Và đây là số điện thoại của anh Quốc Huy đây. À, chúng tôi cứ hay gọi là anh Huy Đào, hay còn gọi là tên Huy gì đấy nhỉ? Huy Nì. À Huy Nì. Huy Nì là tiếng dân tộc đấy. Huy Chậu, Huy Chậu. À Huy Chậu. Vâng. Số điện thoại là 0985 539 472. À, địa chỉ nhà vườn ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đây cả cây này nó thế nhá. Cây này già lắm này. Có cái cây ổi đẹp nhất vườn tôi hỏi thì anh bảo là không phải của em. Thế thì chán chán rồi. Cây này là anh em người ta gửi để chăm sóc hộ thôi ạ. À chứ không phải bán à? Vâng ạ. Tưởng bán thì tôi xem giá nó hợp lý thì tôi lấy. Cây ổi cái dáng đẹp ấy. Có hoa có quả đấy rồi. Được, cây ổi già. Đấy này, cây này mới già này thầy anh. Vâng, chúng ta tiếp đến một cây xanh nữa. Cũng là cây xanh Nam Điền à? Không, cây này là xanh quê. Xanh quê, nhưng mà lá nó lại giống lá Nam Điền đấy. Đẹp hơn cả lá Nam Điền. Tôi đang nghi là cây này xanh quê ghép lá Nam Điền thì không, phải. Cây nguyên bản. Không phải à? Vâng. Thế sao cũng lá vênh, lá đẹp đẹp này. Riêng cây của em là nguyên bản, không cây ghép, không lai tạo. Quê là quê mà Điền là Điền. Giống lá Nam Điền lắm. Cái này nó già là. Còn bệ thì năm bệ quê rõ ràng rồi, lại rễ nó nhỏ này chứ. Nam Điền làm gì có rễ nhỏ này. Dòng xanh này là rễ nhỏ, lá nhỏ. Ừ. Đấy, mấy chục năm rồi nó vẫn thế này thôi. Anh Hoàng Hùng Phơ vào đây. Này già lắm rồi. Đây này là cây ba thân. Rồi, chất xanh quê nó chỉ đến thế này thôi. Lá đẹp quê nhưng mà lá đẹp lắm. Được. Ôi, con chào ông Đỗ Sinh. Chứ giờ hôm nay con xấu quá, con phải giấu. Về đây. Vâng. À, tôi đang quay cái cây xanh quê rất đẹp của anh Quốc Huy thì có một anh đi bắt cua vào đây cũng rất đam mê xanh, đam mê cây. Anh bảo chào, vâng, chào bác Sinh chưa? À, con đã chào chú Sinh ạ. À. Vâng, anh đi bắt cua nhưng mà ngày nào anh phải qua vườn anh Huy để ngắm ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ. Thích lắm ông ơi. Vâng, say cây lắm. Đi qua là không xuống là không được. Đúng rồi. Vợ xuống đi. Ừ. Tuyệt vời đấy. Cây xanh này mà giao lưu thì giá nào anh Huy ơi? Giao lưu là 20 triệu thầy ạ. Giá 20 triệu. Vâng. Và... rồi. À, quanh khu vực gần đây thì bao ship luôn. Bán kính khoảng 50 cây trở lại nhá. Vâng. 50 cây trở lại thì là bao ship toàn tệ nơi, đúng không? Nhưng mà cây này mà chuyển đi thì chỉ có chuyển theo chuyến thôi. Đuôi thần này nữa. Đâu? Đuôi đuôi thần này. Ai vậy, anh đặt tên là đuôi đuôi thần à? Dạ lắm. Rồi. Vâng. Đây á. Đi hết rồi đây. Cái này lên đây thì thấy cái bệ đẹp không? Cũng là cây xanh quê. Và anh đặt là đôi đũa thần. Xem nào. Hai thân. Ờ, đũa gì mà cong queo này. Đũa nó phải thẳng thẳng này. Đũa cong queo này. Không, thẳng quá thì lại xấu. Nó như là cây song thụ ấy. Song thụ đấy. Song thụ thôi. Như gọi là song thụ. Nó được. Dẻo và nó uốn lượn này, gọi là đũa nào được. Vâng vâng, đấy chưa làm xong. Cái này già lắm. Ừ, cũng già. Vâng, cái này già đến lên gì hết rồi. Tem hết rồi. Đúng, đó là song thụ. Các cái tay chia các hướng các đều nhau. Đây. Đây vừa rồi nó mưa nó tốt. Đối xứng. Được, cây này lọc làm nó dành bông ra thì nhìn được ấy. Bao nhiêu anh cây này? Cây này nếu mà em giao lưu là 15 triệu thôi ạ. Rồi, 15 triệu, rồi. Vâng, tôi thấy anh có cây này, cây xanh Nam Điền đấy. Cây này nó cũng tựa dáng thần đồng tổ quốc ấy. Thần đồng tổ quốc á? Giống giống. Giống giống, sao lại gọi là thần đồng tổ quốc? Giống cái cây đi triển lãm đấy. Ờ, thần đồng tổ quốc. Giả lắm.
vệ già. Cái này là nguyên bản không đục đẽo gì đâu thầy ạ. Đây lên u cục hết rồi. Ờ, cũng lên màu hết rồi đấy. Đó. Chân bệ con này rất đẹp. Nó u biếu hết. Vàng ngóng. Thế này là em mới thay chậu với thầy ạ. À, chỗ này dính vào nhau à? Vâng, dây là đục của bớt mà. Ờ, hai thân, chỗ này hai thân nó dính vào nhau. Đây là cái sung bên cạnh, sung hẳn già. Rồi, thế cây xanh này thì giá thế nào? Cây này là vừa rồi là khách trả 120 triệu rồi nhưng mà chưa bán thầy. Úi dồi ôi, thôi bán được đi thôi. Giả 120 thì anh bán được đi. Vâng. Tôi nói thật, chứ cứ 100 là tôi bán tốt rồi. Ai ạ? Cây này cũng rất nhiều cho người ta về người ta chế tác. Đấy. Rất nhiều người thích. Ok, được rồi nhá. À, bên cạnh đây là cây sung này. À, có cây sung mà thân nó cụt kịt thế nhỉ? Sung này già lắm. Ồ trời ơi, cực già luôn này. Đây vừa rồi mới cắt lại để làm lại bông mà. Ờ. Già quá nhỉ? Vâng. Cái này là nó liền hay là rúi vào đây đấy? Không, cây liền đấy. À, nó là cây tử liền trong cốt của nó à? Vâng, cây tử liền này. Được. Ui dồi già thật đấy, lên vảy hết rồi. Mà các cái vòi quả này rất nhiều nha các bác nhé. Vừa ra một lượt quả rồi đấy. Này. Vòi rất khỏe, rất to vòi quả này. Được đấy, được cái chỗ này nó cắt giật nhiều lần mà nó thu côn lại đưa cái tay hoành ra tuyệt vời đấy. Đấy, đợt này làm lại bông cho nó ngắn răm lại. Ừ. Được, cây sung nét đấy mà. Thả, đẹp. Thả nước vào còn nhiều quả lắm. Nó vừa ra một đợt quả vừa rụng hết. Đây ngọn đây rồi, đẹp rồi. Có ngọn đây rồi. Cây này bao nhiêu hả chú Huy ơi? Cây này bao nhiêu? Cây sung này. Giao lưu là 22 triệu này ạ. 22 triệu. Vâng. Và khoảng 3-4 tác phẩm nữa nhỉ. 3-4 cây nữa. Cây điền này, cây xanh điền này. Vâng, tiếp tục cây xanh Nam Điền này. Cây này cũng giả lắm. Và cây này hôm trước thấy Hùng Phờ ngắm mãi thích lắm ấy. Vâng, nhiều người thích nhưng mà chưa được giá thầy ạ. Rồi. Thì cây này bao nhiêu thì anh bán? Thầy quay gầm sang ở đấy. Khoảng bao nhiêu thì anh bán thì là được giá? Cây này hoàn giao lưu là 60 triệu thầy ạ. 60 triệu à? Vâng. Cây này như cái điện hạt. Cái này là cây giáng lão. Cây đấy thì hết rồi. À. Vâng, à, đây là một cây xanh quê. Anh ấy làm một... Hả? Cây này là cây xanh điền đấy. Xanh điền hả? Xanh điền đấy thầy ạ. Xanh điền mà nó lại trông nó... Lá nó dài, nó ngoẵng như kia nhỉ? Nó là điền hạt thầy ạ. À, lại là điền hạt. Vâng. Khó quá. Điền hạt đấy, không phải xanh quê đâu. Trời một tán, đúng đây mới là tán nấm này. Đây là cây quả phúc. Quả phúc đây, nhất phúc ấy. Nhất phúc.
phúc. Già lắm. Ôi giời, này. Để y hết rồi đấy. Dưới gầm này. Bóng cây này nó phải 3 mét đấy. Chiều ngang phải 3 mét đấy thầy ạ. Anh đếm cho tất cả mấy tay đưa ra này, các cái tay này. 9 tay. 9 à? 80 thân 80 thân chủ là 9. Vâng. Thân chủ đưa lên là ngọn này. Còn có 8 tay chạy xung quanh đúng không? Tuyển rồi. À vâng, chào chị. Thôi không cần, không cần đâu. Rồi. Cái này anh đo kích thước rồi à? Thế cái rộng tán này bao nhiêu? Rộng tán là tán ngang là 3 mét. Rộng tán ngang là 3 mét à? Vâng. Đây. Thế còn cao cũng phải tầm 3 mét ạ. Ờ. Cao 3 mét, rộng tán cao ngang 3 mét. Tính từ dưới lên ngọn là phải 3 mét đấy. Rồi. Rồi cây này thì giá bao nhiêu anh? Cây này thì báo cáo với thầy là thôi thì nếu mà anh em nào mà điện đến hả? Tâm huyết đến thì cứ điện trực tiếp ạ. Rồi. Vâng. Và số của anh Quốc Huy đây. 0985 539 472. Còn ngoài này còn 3 tắc. Cây này cây xanh quê nhưng mà cũng già lắm. Ừ. Ôi trời, đắp đống đá. Vâng. Có cái điếu bát thời thanh thì lại cài vào đây rồi thì làm sao mà lấy ra được. Vâng. Đây nó cũng dáng trực huyền. Trực huyền cái gì? Cây dáng làng trực huyền cái gì? Không, nó vẫn có một cảnh bay huyền. Đó là cây dáng làng thôi, cây ôm đá dáng làng thôi. Xanh quê. Những cây này thì giờ nếu mà giao lưu thì các anh lấy bao nhiêu tiền? Cái này nếu mà con giao lưu thì 170 triệu thôi ạ. 170 á? Vâng. Bóng cây này rất đẹp. Ừ. Và tiếp tục đến một cây xanh mà các anh cũng gọi là thụ lâm bồng thạch đây. Các anh đến đây chơi giao lưu có nói là không khác gì thụ lâm bồng thạch đúng không? Tôi xem cái bồng thạch ở chỗ nào. Đúng rồi đây. Cái viên đá coi được nằm kẹp giữa cây xanh bồng lên. Dáng là cũng đến tận đây. Dáng cũng tựa tựa bồng thạch đúng không? Tác phẩm bồng thạch đúng không? Tụ lâm bồng thạch. Đấy, đây này. Cái này tán cũng rộng lắm ấy. Rồi. Cao chắc từ tầm này cao 3 mét. Đó, 2 mét rưỡi đấy. 2 mét rưỡi. Rộng về cầm đấy. Rộng nó phải gần 3 mét. Thụ lâm bồng thạch rất giống cái bóng cây thụ lâm bồng thạch. Làm kỹ thì cái này giống lắm. Cái này đi bao tiền? Cái này nếu mà con giao lưu là 160 triệu. Và cây thụ lâm bồng thạch cũng là xanh quê mà. Thì cây đấy bao nhiêu thì cây này cho là bằng 1/10 thôi có được không? Ok nhá. Vâng, vườn của anh cũng có đến gần 100 cây đấy. Cả trong nhà nó nhiều lắm. Cả trong nhà còn vườn nữa à? Vâng. Ôi, thế thì phải đến 200-300 cây. Hôm nay con cũng... Đây là cây ôm đá ong.
quay mấy cây giao lưu thôi. Vâng. Ôm viên đá ông trong này. Hôm nào hắn chở nốt ở trong nhà ra xếp nốt. Cây này già. Ừ. Vậy rồi, cây này thì bao tiền anh? Cây này nếu mà giao lưu thì là 40 triệu thôi ạ. 40 triệu. Vâng. Rồi, làm lại cái một chút nữa là đẹp đấy. Cơ bản cái cốt của nó rồi, đủ rồi. Đợt này nó bốn tay bốn hướng đều nhau. Một thân chủ ở giữa. Cây này là cây 5 thân. Ngũ lão giáng đình. Rồi. Thì chụp kiểu cái quả phúc này đấy. Làm kiểu cái quả phúc này nhá. Rồi. Vâng, và chia tay với vườn anh Quốc Huy, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video tại đây. Chúng ta chuyển tiếp những cái nhà vườn tiếp theo. Đang